pha chế xin chào và pha chế tập chính. Trong tập này, Hiếu nói về các loại sữa phổ biến quen thuộc được dùng nhiều trong pha chế cùng Hiếu nhé. Hiếu chia làm hai nhóm chính: nhóm sữa của con bò, nhóm kem béo không sữa. Bắt đầu với nhóm sữa bò trước. Trong nhóm này sẽ có sữa tươi dạng nước với hai phương pháp chế biến: tiệt trùng và thanh trùng. Sữa tươi tiệt trùng UHT là sữa được xử lý ở nhiệt độ cực cao trong khoảng thời gian rất ngắn. UHT là tên của công nghệ tiệt trùng. Trong loại sữa này có thêm từ full cream là nói về độ béo cao, thường khoảng 3.5%, và cũng có loại sữa tách béo skim milk có độ béo thấp khoảng 0.1%. Loại sữa này ít được dùng trong pha chế sữa thanh trùng. Sữa được xử lý ở nhiệt độ thấp 72 đến 90 độ C trong khoảng 15 đến 30 giây, nên sữa giữ được hương vị thơm ngon. Ở các quán coffee shop chú trọng đến chất lượng các món cà phê có sữa thì sữa thanh trùng sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Sữa tươi được sử dụng nhiều trong pha chế từ quán coffee shop đến quán trà sữa. Ở các quán trà sữa phân khúc cao có nhóm đồ uống là tea latte dùng sữa tươi kết hợp với trà, và một món siêu nổi tiếng một thời, sữa tươi trân châu đường đen. Nhóm sữa đặc. Sữa đặc thì đã quá quen thuộc rồi, Hiếu không nói nhiều, chỉ giới thiệu với bạn thêm một loại sản phẩm gần với sữa đặc là sữa bay hơi. Giống với sữa đặc là sữa bay hơi được loại bỏ 60% lượng nước trong sữa và không thêm đường, nên sữa có vị béo và không có vị ngọt. Ứng dụng trong pha chế của sữa bay hơi chưa phổ biến ở Việt Nam, nhưng ở món trà sữa Thái thì sữa bay hơi được sử dụng rất nhiều. Whipping cream, kem sữa, sản phẩm này sử dụng trong làm bánh rất rất nhiều và ứng dụng trong pha chế cũng rất nhiều. Làm lớp bông kem trang trí bên trên đồ uống hoặc lớp new foam ở bên trên. Whipping cream có hương vị rất thơm ngon, có điều giá thành hơi cao. Nhóm bột sữa, sản phẩm cuối cùng trong nhóm sữa của con bò. Sản phẩm này thì cũng ít ứng dụng trong pha chế, nhưng Hiếu cũng giới thiệu với bạn luôn. Bột sữa này cũng có hai loại là full cream và skim milk.